lại với vòng 3 của chương trình mang tên gọi Người Một Nhà. Ở vòng thi đấu này thì chị Lâm Khánh Chi là người chơi chính, trong khi đó đại nhân sẽ trở thành cố vấn của chị Lâm Khánh Chi. Không biết là hai người có giao kèo gì trước khi bước vào vòng 3 không ạ? Nhưng thì không có muốn gì nhiều á, chỉ muốn tiền được chia. Thì nói nghe là Kinh cứ nhiệt tình và Kinh thật lòng với chị đi, giúp chị thắng cái vòng này thì chị chia cho Kinh. Vòng này được nhiêu không Kinh? Đây bây giờ em nói nè. Dạ. Vòng này á thì em sẽ giới thiệu tới chị Chi, đại nhân và quý vị khán giả một gia đình. Chúng ta đã được gặp hai cha con Tiến Dũng ở phần 2 rồi đúng không ạ? Họ sẽ quay trở lại với gia đình của họ. Tuy nhiên sẽ có một nhân vật là thành viên trà trộn không phải là người của gia đình này. Nhiệm vụ của chị Khánh Chi phải tìm ra đó là ai. Ở lượt thi đấu này thì chị sẽ có hai lần trả lời. Ở lần đầu tiên là mình chỉ dùng gọi là cảm giác, dùng cái ánh mắt, dùng cái nhãn quan của mình để đoán xem ai không phải là thành viên. Và nếu trả lời đúng với lượt đầu tiên thì chị sẽ có 5 triệu. Ở lượt trả lời thứ hai thì chị Khánh Chi sẽ được theo dõi một tiết mục văn nghệ, một tiết mục đặc sắc mà gia đình này sẽ mang tới. Qua đó mình có thể coi xem là có cái thành viên nào mà có vẻ như là trật duột nhất, thành viên nào có vẻ là không có liên quan gì nhất tới gia đình này, cũng là một cơ sở để chị bám vào, để chị lựa chọn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của gia đình ngày hôm nay. Xin mời. Đây là gia đình của chúng ta. Mình đã gặp lại Tiến Dũng đúng không ạ? Và ba Tiến Dũng ở bên kia, ở vị trí số 1 và vị trí số 6 là hai người cha con với nhau mình đã biết rồi. Còn lại ở vị trí số 2, 3, 4 và 5. Đại nhân trả lời trước đi. Đại nhân nghĩ ai không phải là thành viên của gia đình này? Một là người số 2. Vì sao? Hai là người số 5. Vì sao? Không biết đoán đại. Cố vấn của chị đại thôi à. Chị Chi ơi, chị có phán đoán nào không chị? Khó thì cái ca này quá khó. Bây giờ mình phân tích từng người đi ạ. Chị nghĩ bạn ở vị trí số 5 có vai trò gì trong gia đình này? Chị Chi thấy không? Nắm tay rất là tình cảm mà kiểu rất là chủ động. Em nghĩ là không phải là thiệt. Nếu như mà làm vợ mà chương trình để kế bên ảnh thì quá dễ đón rồi. Và để cho nắm tay cô cái bên như kiểu là mẹ của mình hay là cái kiểu gì đó không biết nữa. Muốn thể hiện như người ta thấy đúng không? Đó hơi bị thể hiện. À nhưng mà có không phải là như thể vậy. Thể hiện giống như là hai là gia đình đó. Vậy nhiều khi là cô ở nhân vật số 4 thì sao? Cô nhân vật số 4 biết đâu là nhiều khi là mẹ của anh này, là hai vợ chồng rồi mẹ đứng cái bên, là một cụm này là dính vô gia đình. Vậy thì là hai người trong hai người, bé nhỏ với bé nữ này, trong hai người sẽ có một người không phải là thành viên trong gia đình. Chị nghiêng về nhân vật nào nhiều hơn? Bé số 2 là cái sóng mũi dài cũng giống anh này luôn. Đâm ra là bé số 2 là con út của anh này, còn bé này là anh trên anh này. Còn bé nữ là chị thấy là hơi bị nghiêng ngờ nha. Bé này thì mang nó dài giống chị này. Trời, chương trình hệ nào không? Đúng con gái luôn, đúng con gái như luôn. Vậy là, như vậy là hai mẹ con là không phải một người à ông? Vậy là tôi nhìn ra rồi. Ai? Nhận ra rồi. Cái cô đầm bông xanh đó không có liên quan đó, là hai vợ chồng là ba đứa con đó nha. À là cô nhân vật thứ tư không phải đó, là thành viên của gia đình này. Cái đặc biệt năm đôi già gia đình này là một cái style là thể thao, là 99%. Nhưng mà không phải vấn đề đó, nhưng mà mình thấy làm thường gia đình á, thí dụ mẹ, cha mẹ đi shopping mua á, cha mẹ mặc cái gì hay mua cho con đó lắm. Dạ. Đó thì đâm ra là thật sự ra mà Khánh Chi nhìn thấy cái giác quan, cảm giác quan lúc đầu thì Khánh Chi nghĩ là cái chị nào phải vợ anh này, tại nghĩ nếu mình làm vợ đứng kế bên sao sắp dễ đó quá đó. Thì bắt đầu mới nghĩ là trong ba bé này sẽ có một bé là không phải là con. Dạ. Bên đây là hai vợ chồng rồi, cô này là mẹ, thì vì là năm đôi dài là một style. Nhưng mà cô lớn rồi, bác lớn rồi, sao biết, mang biết là rồi? Biết là bác sẽ không mang đôi giày đó, nhưng mà tự nhiên thể hiện nó năm người này nè, thấy rất là có một cái gì đó nó liên kết với nhau. Ngộ ha, trước giờ mình thấy là người ta thường soi về gương mặt nè, phong thái nè. Bữa nay là có chị Khánh Chi duy nhất là chị là khách mời từ trước tới giờ mà soi đôi giày. Nhìn từ đôi giày nhìn lên mặt thì thấy hai bé con trai rất giống anh này, chứ không phải là nhìn đôi giày không. Rồi sau đó nhìn qua bé gái thì bé gái có nét giống chị này, và chị này rất là đẹp gái, mà bây giờ nhìn lại ghép lại thì thấy anh này với chị này cũng rất là xứng đôi. Và cái cô này nếu như mà là mẹ của chị này thì thật sự cái mặt không giống, mà là mẹ của anh này thì cũng thấy mặt cũng không giống nhiều luôn. Đâm ra là chị nghĩ là hai vợ chồng và ba đứa con, đó là cái giác quan của chị nha.
chị còn chốt lại, chốt hạ một lần nữa thì chị đang dùng giác quan thứ 6 đó. Dạ. Với lại cho bộ não nó hoạt động lại thì là như vậy. Dạ. Còn tí nữa khi mà trả lời là hát. Hả? Hả? Nhiều khi từ đây tới lúc trả lời nó có suy nghĩ lé một cái gì đó nữa sao? Nó biết được. Nhưng lại nghĩ là chị vợ là không phải. Nhưng thấy chị... Ở nhân vật số 5. Đúng rồi, nhưng thấy chị vui vẻ, lanh, có vẻ là một người dạn dĩ với những cái chuyện này. Thì Nhân nghĩ là chị có thể là một người ở ngoài được mời vô để đóng cái vai này. Tại vì chị rất là chủ động nắm tay, chị mặc đồ cũng trẻ hơn so với cái... Nếu là mẹ của mấy bé thì mặc đồ hơi trẻ. Nói chung là cảm giác của Nhân thì chị số 5 không phải là người trong gia đình. Nếu mà chị số 5 không phải là người trong gia đình thì vợ anh này đâu? Sao có mấy đứa con? Ai biết. Ở lượt trả lời đầu tiên này chị chọn nhân vật số? Chị ở lượt đầu tiên thì chị chọn cô số 4 là không phải là người trong gia đình. Chốt đáp án không ạ? Chốt đơn. Chốt đáp án. Đáp án của chị Lâm Khánh Chi ở phần trả lời đầu tiên là nhân vật số 4, không phải là thành viên của gia đình này. Trước khi đến với kết quả thì chúng ta sẽ xem một phần biểu diễn của gia đình này. Và qua phần biểu diễn này thì chị có thể quyết định là xem mình giữ câu trả lời này hay là thay đổi nó. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục biểu diễn từ gia đình ngày hôm nay. Xin mời. Tôi vẫn hay mộng mơ ông về tương lai nhiều ánh sáng rực rỡ. Đam mê luôn rực cháy và tôi muốn vươn lên bằng chính hai đôi tay. Bao nhiêu bộn bề lo âu đường tôi đâu vực sâu khắp nơi, đôi khi lại càng buông lơi vì tôi mê những thứ không vào đâu. Cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi. Ok, tuổi thơ cùng cha đi đó đây, tôi thường nghe bao bài ca trên xe nó có hay. Đam mê khâu khát cùng gió mây, biết được khi tôi cất vocal niềm vui này đắm say. Và đôi khi tôi sẽ lãng vì ngày mai. Vậy thì hiện tại tôi không biết mình là ai, có bao khó khăn tôi mới biết được ước ao. Bay lên bầu trời cao này cùng với khát khao, yeah. Đến nơi chân trời xa với giấc mơ bao ngày qua, chạy theo khao khát của riêng ta, sẽ hát câu ca đẹp tươi dẫu bước qua bao ngày mưa. Thì giờ đây tôi sẽ bay đi thật xa. Và tôi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi, yeah, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Và tôi đi, yeah, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi, yeah, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Và tôi đi, yeah. Chị Lâm Khánh Chi ở lượt lựa chọn đầu tiên, chị đã chọn nhân vật số 4, không phải là thành viên của gia đình này. Và sau khi đã xem cái tiết mục vừa rồi thì không biết chị có thay đổi câu trả lời của mình không ạ? Nói chung ra thì hai người mình để Khánh Chi nghi ngờ, đó là số 3 và số 4. Dạ. Đó, hai người đó, trong hai người đó sẽ có một người không phải là người trong gia đình. Khi mà xem sau tiết mục thì thấy bé gái cũng hơi bị giống như lạc lạc. Bé số 3 đúng không ạ? Bé số 3 hơi lạc lạc. Nên đâm ra bây giờ đang có suy nghĩ giữa cô số 4 và bé số 3. Anh thấy số 3 có vẻ cũng rap rồi biểu diễn với mọi người rất là... có vẻ rất là thân thiết rồi mà chị. Nhưng mà thấy không có yêu thương đàn khách gia đình, nó thấy là thiếu cái vấn đề đó. Lúc mà mọi người vui nhau, ôm nhau thì cô bé nó lại đứng một chỗ. Năm ra chính vì cái điểm đó chị mới thấy là nếu mà gia đình thì phải thân thiết, phải ôm này nọ chứ. Đại Nhân thật nghĩ sao? Cảm thấy rất là may mắn luôn, không phải vô vòng này. Bây giờ là cũng hoang mang luôn đúng không? Mình kiểu mình đứng mình tận hưởng thôi chứ thôi căng đầu lắm.
Nói chung là không ôm thì cũng nhiều khi cũng đúng, nhưng mà em nghĩ là chương trình sẽ dặn dò rồi. Tai của bạn số 3 thì nó hơi lạc ra khỏi cái gia đình. Mọi người có vẻ rất là những người vui vẻ, thoải mái. Thì bé số 3 có vẻ là một người có cá tính nó khác một chút. Nhưng mà thường trong nhà cũng sẽ có một người con đúng nó rồi. Hơi lạc ra ngoài một chút đúng như vậy rồi. Thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng vẫn nghĩ là số 4 hoặc là số 5. Đại nhân trong 2, đại nhân chọn 1 thôi. Vẫn giữ quan điểm là số 5. Là chị số 5. Còn chị Lâm Khánh Chi, câu trả lời từ chị. Chị là đang phân vân và số 3 và số 4 thôi. Khán giả nghĩ gì ạ? Số 4. 4. 4. Vẫn là nhân vật số 4. Đó là hai lựa chọn trùng khớp với nhau. Nếu đúng, chị Khánh Chi có 20 triệu. Nhà số 3 tôi xỉu. Đâu không phải là thành viên của gia đình ngày hôm nay. Câu trả lời từ chị. 4. 4. Vẫn là nhân vật số 4. Đâu không phải là thành viên của gia đình ngày hôm nay. Xin mời kết quả. Hay quá, cảm xúc của chị bây giờ sao? Rất là sung sướng, muốn rớt tim ra ngoài. Tại sao mình xuất sắc quá vậy? Cô ơi, cô tên gì và cô có liên quan gì tới gia đình này không? Cô tên là Lê Ngọc Hoàng. Cô không có liên quan tới gia đình này. Cô là cái gì của gia đình này? Cô là hàng xóm thôi. Hàng xóm. Là mời bà hàng xóm vô. Dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với gia đình của mình ngày hôm nay nha. Dũng thì giờ đã biết rồi. Con tên gì? Con tên là Đào Minh Quân. Con là con của ai? Con là con của mẹ Nhi. À, con là con của chị. À, chị tên gì ạ? Tôi xin giới thiệu, tôi là Phương Nhi. Tôi là mẹ của hai bé, bé Yến Nhi và bé Minh Quân. Còn đây là không phải con chị. Đấy là cháu tôi. Cháu thôi. Con là người trong gia đình. Chị là gì? Gì? Ô, con gì? Mẹ con đó. Dạ, mẹ con đây ạ. À, dạ. Dạ, chào chị, chào mời chị ạ. Dạ, chào chị ạ. Nãy giờ sao chị không lên đây mà chị ở dưới? Tôi tên là Đào Thị Oanh, là mẹ của bé Tiến Dũng, vợ của anh Vũ Nhật Quang. Dạ, rồi mình bỏ quên nhân vật bé gái của chúng ta. Con tên gì con giới thiệu đi con. Dạ, trước tiên là con xin chào tất cả mọi người và hai vị khách mời ạ. Con tên là Lê Yến Nhi, năm nay con 14 tuổi và con là em họ của anh không, Tiến Dũng. Không, em họ không, vậy không phải là con ấy không. Bởi vậy nó nhân, nó đúng là nó là cái chị này không phải là vợ anh này. Đúng rồi, chị trẻ mà cái kiểu chị nói chung không phải là vợ được. Ở câu trả lời này thì chị Khánh Chi đã có câu trả lời trùng khớp cả hai lượt đúng không ạ? Chị có tổng cộng là 20 triệu đồng ở vòng thi thứ 3. Kết thúc 3 vòng chơi của chúng tôi, đại nhân bạn có số tiền thưởng trị giá 2.500.000 đồng. Chúc mừng đại nhân. Và chị ơi, chị có nhiêu tiền nè? 36.500.000 đồng. Quá nhiều. 36.500.000 đồng thì chị Lâm Khánh Chi. Và Thanh Chi một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của đại nhân và Lâm Khánh Chi và đại gia đình của mình đã mang tới nhiều giây phút hấp dẫn tuyệt vời dành cho chương trình Người Một Nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Người Một Nhà được phát sóng vào lúc 12 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.